Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden nha. Nội dung chương một tổng hợp tin tức xe máy ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Suzuki Saichi 150 ở đầu tháng 7 cũng như giữa tháng 7 này ha. Bạn nào xem xong video clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát nè. Theo như thường lệ mình sẽ quay mặt tiền cửa hàng ha. Đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn ha, hoặc là theo số điện thoại kia để gặp anh Bình nha. Số điện thoại mình luôn cập nhật phía góc trái màn hình ha. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ báo giá nha các bạn. Cuối cùng nó cũng qua một tháng 7 rồi. Tháng 7 mưa dầm mưa về, cực kỳ chán luôn mọi người ơi. Ngày nào đi làm cũng mưa, không là mưa à. Thì chứ hôm nay mình cũng phải tranh thủ dữ lắm á, mình mới lên mình mới cập nhật giá cũng như trả góp cho mọi người luôn á, chứ đang mưa, trời đang mưa tầm tã luôn á. Rồi, thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Suzuki Saichi này với mức giá là 55 triệu đồng ha. Và giá mình báo đã bao gồm VAT 10% rồi nha. Về phần trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 3 triệu đồng thôi là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mà có điều kiện hơn, mình trả trước 5, 10, 15 triệu cũng được. Và bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả về gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp trên toàn quốc luôn nha mọi người. Nói chung là các bạn ở đâu mình làm thủ tục trả góp cũng được ha. Chỉ cần tới cửa hàng là mình có thể làm thủ tục trả góp cầm xe về nha. Rất là đơn giản luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ review ba em này nha. Nói chung là ba em này cũng là một trong những ba em màu được rất là mọi người ưa chuộng luôn. Thì nói chung là mình cứ thấy màu nào mà hot trend cũng như có nhiều bạn trẻ ưa chuộng á, mình sẽ review báo giá cũng như kèm sơ lược giới thiệu các màu mà các bạn rất ưa chuộng ở thời điểm hiện tại luôn. Đầu tiên đó chính là màu đỏ này. Đây, đầu tiên là màu đỏ đen này nha mọi người. Màu này rất là ngon luôn nha, bạn thấy không, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đây, mình sẽ quay phần mặt không bên phải tổng quát để các bạn xem này, góc xa luôn ha. Đó, thấy không? Màu đỏ này nhìn rất là đẹp nha. Đỏ đen kết hợp với mâm đỏ luôn, nhìn rất là đẹp luôn, bạn thấy không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ quay kỹ cận cảnh để các bạn xem luôn nè. Hồi nãy mình quay góc xa để các bạn nhìn tổng quát. Còn bây giờ mình sẽ quay cận cảnh ha. Đây là phần mặt không xe này, thấy không? Đó. Mâm đỏ luôn ha. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là full đỏ đen. Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh. Đó, thấy không? F500 thấy không? Saichi ha. Đây là phần mặt không xe này ha. Đó, các bạn thấy đẹp không? Mình quay kỹ luôn nha, rõ từ từ luôn các bạn xem luôn á. Này mà quay vậy mà không mua ủng hộ mình thì thôi luôn á. Đó, thấy không? Saichi nè, thấy không? Logo Saichi Hider in the Bone DOHC 4 thì. Và chỗ này có cái chữ là 6 speed, thấy không? Đây là phần bánh trước xe này. Đó, thấy không? Đó, này, đây là phần bánh trước xe này ha, thấy chưa? Mâm đỏ, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây, phần mặt đồng hồ. Nói chung là các chi tiết động cơ cũng như thông số kỹ thuật thì các bạn quá rành rồi, mấy dòng xe này nó ra rất là lâu đời rồi. Chỉ mình cập nhật giá bán trả góp và giới thiệu sơ lược phần các phiên bản đổ thôi. Đây, cửa hàng đổ luôn, chìa khóa đóng trộm cho các bạn nha. Phiên bản nào cũng đổ hết á, yên tâm đi nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay phần mặt không bên trái nè. Cũng không khác gì phần mặt không bên phải luôn, nhưng mà mình quay để các bạn xem luôn. Đó, thấy không? Đây là phần mặt không bên trái này ha, thấy chưa? Đẹp không? Y chang phần mặt không bên phải luôn. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem luôn ha. Đó, thấy chưa? Không khác gì hết. Đẹp không? Màu đỏ nhìn đúng đẹp luôn á, thấy chưa? Rồi, tiếp theo là màu tím rịm. Bạn nào mà yêu màu tím, ghét sự giả dối, sống nội tâm hay khóc thầm về đêm thì nên mua phiên bản này nha. Đó, thấy không? Màu tím, đây mình quay góc xa bạn xem. Màu tím kết hợp với lại màu đen và mâm màu bạc rất là đẹp luôn. Đó, bạn thấy không? Đây là phần mặt không nè ha. Đó, mặt không xe nè nha. Mình quay kỹ để các bạn xem đánh giá luôn nha. Thấy chưa? Mình quay vậy mà không coi được kỹ thì thôi luôn á. Rất là rõ ràng từng chi tiết một luôn ha. Xe sao mình quay vậy luôn, không chỉnh sửa gì hết. Đó, đây là phần mặt hông bên trái này ha. Tiếp tục mình sẽ quay phần mặt hông bên phải. Đây, trước khi quay phần mặt hông bên phải thì mình sẽ quay phần mặt nạ xe nè. Xe mới rửa cho mới á các bạn.
mình phải rửa xe để review các bạn. Chứ để 2-3 ngày á là bụi dữ lắm. Tại vì cửa hàng ngay mặt tiền đường mà, xe đi qua lại rất là nhiều, nên nói chung là rất là bụi các bạn. Đây, đây là phần mặt hông bên phải của xe này, quay khúc sau bạn xem nè. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Màu này cũng rất là đẹp luôn, màu tím kết hợp với màu đen. Và các logo chữ màu trắng tạo điểm nhấn rất là đẹp luôn. Nè, thấy chưa? Sachia Hider in the Bond 6 Speed DOHC 4 van 4 Valor 4 van đó. Đó, tiếng Anh đó, 4 thì đó. Đây, đây phần mặt hông này nha. Thấy không? Xịn sò F150 màu trắng rất là nổi bật luôn. Và đặc biệt là cái van cái căm này ha, mình sẽ quay bánh bánh căm nè. Đây, bánh căm chiếc này là được độ màu bạc này nha, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó thấy không? Trước sau gì cũng đều độ màu bạc luôn nha, mâm bạc luôn nha. Đó thấy không? Đó, trước sau gì cũng được độ mâm bạc hết ha. Và cuối cùng một màu. Nói chung là màu này cửa hàng cũng mới vừa độ luôn các bạn. Đó chính là màu bạc vàng. Gu này rất là lạ cho các bạn nào mà thích luôn. Đây, mình quay góc sau bạn xem này, thấy không? Thấy lạ không? Chiếc này là hơi bị độc đáo đó nha. Chiếc này là cửa hàng mới vừa độ xong là mình quay luôn á. Đó thấy không? Coi nha, mình quay kỹ bạn xem nè. Màu này giờ mình cũng không biết gọi là màu gì nữa, mình thấy nó giống mặt bạc bạc, mình gọi là màu bạc vậy thôi. Đó, Sachi F150. Thấy không? Màu này là cửa hàng mới độ luôn á, thấy lạ không? Đó, mặt hông này nè, mặt hông là màu bạc này nha. Với một đường chỉ màu đỏ chạy dọc từ thân từ đầu đến đuôi luôn. Đó. Tại em nhấn nè, lạ mắt không? F150 nè, chữ F màu đỏ, còn số 150 là màu vàng. Màu này khá là lạ đó. Màu này mới độ luôn, mình không biết đặt tên gì luôn, nhưng mà mình kêu là màu mới độ nha, màu bạc luôn nha. Đây, mình sẽ quay phần mặt hông bên trái bạn xem luôn nè. Đó. Thấy chưa? Đó, nhìn tổng thể cũng khá là ổn. Nói chung là bạn nào mà thích sự độc đáo cũng như lạ lẫm á thì mình mua màu này nè. Màu này mình thấy, màu này là mình thấy trên đường là chưa ai đi luôn á, thấy không? Đó, mình quay kỹ luôn nè. Thấy chưa? Xịn sò không? Rất là xịn sò luôn. Thấy chưa? Đó. Màu này cũng nhận lạ thiệt. Thiệt là hài hước. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trợ góp và giới thiệu 3 phiên bản màu độ mà rất là được mọi người đang ưa chuộng hiện tại luôn. Thì mình sẽ cập nhật giá lại một lần nữa nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Suzuki Sachi này ở đầu tháng 7 cũng như tới giữa tháng 7 với mức giá là khoảng 55 triệu đồng nha. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% ha, các bạn chú ý nha. Đi mua xe thì hỏi giùm mình là giá anh chị báo đã bao gồm thuế VAT cho nè. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% ha. Về phần trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước 3 triệu đồng thôi là có thể lấy xe về ha. Còn bạn nào mà có điều kiện thì mình có thể trả 5, 10, 15, 20 triệu tùy. Còn bạn nào mà trả trước 50% giá trị xe luôn á là nhận ngay cả về gốc nha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Và các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi. Và bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 các bạn Côn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.